Bộ Y tế tăng hạn dùng thêm 3 tháng đối với vaccine Comirnaty. Bộ Y tế vừa có công văn về việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công văn nêu rõ trong thời gian vừa qua, các tỉnh, thành phố đã quyết liệt và triển khai có hiệu quả việc tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương để tiếp tục tăng diện bao phủ vaccine phòng COVID-19. Đặc biệt đối với việc sử dụng vaccine Comirnaty, Bộ Y tế thông tin về tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty như sau. Ngày 12 tháng 6, Bộ Y tế ban hành quyết định về việc phê duyệt có điều kiện vaccine Comirnaty cho nhu cầu sử dụng cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, vaccine Comirnaty được phê duyệt để sử dụng cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Ngày 22 tháng 8, ngày 10 tháng 9 và ngày 20 tháng 9, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới đã phê duyệt việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty từ 6 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ âm 90 độ đến âm 60 độ C. Trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine Comirnaty do công ty trách nhiệm hữu hạn Pfizer Việt Nam cập nhật và sự phê duyệt của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Dược Châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới, ngày 22 tháng 10, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành công văn số 2926 về việc đồng ý tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty ở điều kiện bảo quản từ âm 90 độ đến âm 60 độ C. Theo đó, cập nhật hạn dùng của các lô vaccine có hạn dùng trên nhãn 6 tháng, thì hạn dùng cập nhật mới tăng thêm 3 tháng. Việc tăng hạn dùng đối với vaccine Comirnaty được áp dụng chung trên toàn cầu, không làm thay đổi về chất lượng an toàn hiệu quả của vaccine, được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022. Theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, các lô vaccine Comirnaty được tăng hạn nêu trên được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, tư vấn cho các đối tượng tiêm chủng, cha mẹ trẻ những thông tin đầy đủ về hạn dùng của vaccine nêu trên. Địa phương nào để vaccine hết hạn do không sử dụng, phải tiêu hủy thì Giám đốc Sở Y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.